10 nguyên tắc vàng giúp bạn luôn có những suy nghĩ tích cực. Kính thưa quý vị, chăm sóc sức khỏe, tinh thần là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, nhưng không phải ai cũng biết cách. Vậy làm thế nào để giúp bạn luôn suy nghĩ tích cực? Hãy áp dụng 10 nguyên tắc ngay dưới đây. 1. Học tự đánh giá bản thân lành mạnh. Tự đánh giá bản thân không dừng lại ở việc chỉ thấy những điểm tốt hay xấu mà còn chấp nhận chúng và cố gắng làm tốt nhất với những gì bạn có. Xây dựng sự tự tin. Bạn hãy liệt kê các điểm tốt của mình. Bạn làm cái gì tốt nhất? Các kỹ năng và lĩnh vực yêu thích của bạn là gì? Bạn bè nói như thế nào về bạn? Tiếp theo, hãy tìm hiểu các điểm yếu của bạn. Bạn gặp khó khăn khi làm việc gì? Điều gì khiến bạn thất bại và yếu kém? 2. Cho và nhận. Chúng ta thường nhún vai từ chối một lời khen bằng câu "Ừ, nhưng mà..." Chấp nhận lời khen. Lần tới khi ai đó khen bạn, hãy nói "Cảm ơn, tôi vui là bạn nghĩ thế." Và hãy nghĩ về những lời khen khác mà bạn có và xem liệu điều đó khiến cho bạn cảm thấy tốt như thế nào. 3. Tạo dựng mối quan hệ gia đình tích cực. Hãy nghiêm túc xây dựng các mối quan hệ gia đình tốt. Học cách đánh giá các kỹ năng và khả năng của mỗi thành viên. Học cách đưa ra và nhận các hỗ trợ. Dành thời gian. Dành thời gian để ở bên gia đình. Lên kế hoạch cho cả những hoạt động nghiêm túc và thư giãn vui vẻ. Hay lắng nghe một cách tôn trọng mà không ngắt lời khi người khác nói. Và cần thực hành thường xuyên những điều này. 4. Hãy kết bạn với những người có ý nghĩa. Bạn bè giúp bạn hiểu rằng bạn không cô đơn. Họ giúp bạn chia sẻ lúc vui, lúc buồn và tới lượt bạn lại sẽ giúp họ. Xây dựng mối quan hệ. Giữ liên lạc hoặc thỉnh thoảng mời bạn bè đi ăn. Bạn nên có những người bạn mới. Đề nghị bạn bè giới thiệu bạn mới cũng là một cách. 5. Chỉ ra các ưu tiên của bạn. Thách thức của chúng ta là để biết giữa điều chúng ta thực sự cần và những điều chúng ta muốn. Bạn hay gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sự cân bằng hợp lý giữa việc dành thời gian và nguồn lực cho cái mình muốn và cái mình cần. Tạo lập một ngân sách có ý nghĩa. Hãy viết một kế hoạch chi tiêu cho chính mình. Mong muốn của bạn có thực tế không? Bạn có kế hoạch gì để có tiền mua được cái mình muốn? 6. Tham gia hoạt động xã hội. Tham gia vào hoạt động có ý nghĩa sẽ mang tới cảm giác sống có mục đích. Tình nguyện. Hãy tham gia tình nguyện, đọc truyện cho trẻ em ở các trung tâm, thăm người già ở các viện dưỡng lão, tham gia vào nhóm cộng đồng hoặc những hoạt động từ thiện mà bạn yêu thích, tham gia vệ sinh đường phố, công viên hoặc bãi biển, giúp một người hàng xóm dọn dẹp nhà cửa. 7. Học quản lý căng thẳng hiệu quả. Căng thẳng là một phần trong cuộc sống. Cách bạn ứng phó với căng thẳng phụ thuộc vào quan niệm sống của bạn. Hãy tĩnh lặng 5 phút. Mỗi ngày dành riêng 5 phút nghỉ ngơi cho sức khỏe tinh thần. Đóng cửa văn phòng của bạn hoặc vào một phòng khác và mơ ước về một nơi, một người hay một ý tưởng nào đó hoặc không nghĩ gì cả. Bạn sẽ cảm thấy như mình vừa có một kỳ nghỉ ngắn vậy. 8. Ứng phó với những thay đổi có thể ảnh hưởng tới bạn. Thật là tuyệt nếu hạnh phúc mãi mãi, nhưng cuộc sống không ngừng ném những khó khăn vào chúng ta. Tìm sức mạnh từ đám đông. Tìm kiếm một nhóm hỗ trợ có vấn đề tương tự mà bạn đang gặp phải. Bằng việc lập thành nhóm với những người có thể chia sẻ vấn đề của bạn, bạn sẽ tìm ra được những phương án thú vị. 9. Ứng phó với cảm xúc của bạn. Làm thế nào để có một cách thức an toàn và mang tính xây dựng để diễn đạt và chia sẻ cảm xúc giận dữ, đau buồn, vui vẻ và sợ hãi. Hoạt động nhận dạng và ứng phó với tâm trạng của bạn. Tìm ra cái gì làm cho bạn hạnh phúc, buồn khổ, vui vẻ hoặc giận dữ. Điều gì giúp bạn bình tĩnh lại?
học cách ứng phó với tâm trạng của bạn, chia sẻ tin vui tới bạn bè và khóc trên một bờ vai khi bạn thấy buồn. Tập thể dục có thể giúp bạn ứng phó với giận dữ. Hãy sưu tầm chuyện cười, hoạt họa vui hoặc băng đĩa mà bạn yêu thích cho những lần bạn cảm thấy cần được cười. 10. Hướng vào bản thân. Học cách sống bình an với chính mình. Hãy học cách biết bạn là ai, điều gì khiến bạn thực sự hạnh phúc, điều gì bạn thực sự đam mê. Học cách cân bằng với những gì bạn có thể thay đổi nơi chính bạn, với những gì bạn không thể thay đổi. Xây dựng cái tôi của chính bạn. Hãy dành cho mình thời gian yên tĩnh mà bạn có thể hoàn toàn ở riêng một mình. Tập thở, cố gắng đếm các nhịp thở của bạn từ 1 tới 4 và bắt đầu trở lại, hoặc làm điều gì đó mà bạn yêu thích. Hướng tới trong đời này. Theo tuệ giác của Thế Tôn, đánh mất nhân cách đạo đức và không nhận thức đúng đắn là tổn thất lớn nhất. Chính sự suy thoái đạo đức và những quan niệm sống lệch lạc, tà kiến là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sa đọa, tạo ra khổ đau cho người và mình trong hiện tại và cả tương lai. Ngày nay xã hội đang báo động về băng hoại đạo đức, tha hóa nhân cách, dẫn tới sự gia tăng tham nhũng, hủ hóa, suy đồi và những tệ nạn xã hội. Những biểu hiện tiêu cực này luôn đi kèm với nhận thức không đúng đắn, quan niệm sống lầm lạc như thực dụng, hưởng thụ, tuyệt đối hóa sức mạnh của đồng tiền, bất chấp nhân quả, tội phước, vân vân. Chính các hành vi xấu ác xuất phát từ quan điểm sai lầm là tác nhân của đọa lạc vào ác thú, coi dưỡng và địa ngục. Do vậy, người con Phật nhận thức sâu sắc lời Phật dạy, luôn thiết lập và duy trì nền tảng đạo đức bằng cách giữ gìn 5 giới cấm. Quan trọng hơn, kiện toàn nhận thức và quan điểm sống theo chánh kiến, thấy biết đúng chân lý, tin sâu nhân quả tội phước, làm lành tránh dữ, tương thân tương ái, chia sẻ khổ đau mất mát với mọi người. Thương con thì đừng bao giờ nói và làm những điều này với con. Kính thưa quý vị, làm cha mẹ, nếu muốn con mình được phát triển một cách toàn diện và lành mạnh, hãy tránh nói những điều này trước